người đàn ông đâm thẩm phán tại phòng làm việc lãnh án. Phú Thọ, cha dựng bảo hành dạ man con riêng của vợ. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Đối với Trần Văn Tuân, 51 tuổi, trú tại khu phố Long Hồ Hạ 2, phường Hương Hồ, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, về tội giết người. Theo cáo trạng, ngày 19 tháng 12 năm 2023, Trần Văn Tuân bị Tòa Nhân dân huyện Cam Lộ, Quảng Trị xử phạt 3 năm tù về tội, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trong phiên xét xử sơ thẩm, thẩm phán, chủ tòa phiên tòa là Phó tranh án Tòa Nhân dân huyện Cam Lộ, Nguyễn Văn Quý sau phiên xét xử sơ thẩm, Trần Văn Tuân đã kháng cáo vào hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giữ nguyên hình phạt trước đó cấp sơ thẩm đã tuyên. Ngày 15 tháng 4, tòa nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định thi hành hình phạt 3 năm tù đối với Trần Văn Tuân. Tuy nhiên, khoảng 13 giờ ngày 2 tháng 5, Trần Văn Tuân mang theo ba lô chứa áo quần đến tòa nhân dân huyện Cam Lộ hỏi thủ tục nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm trước khi đi thi hành án, nhưng do chưa đến giờ làm việc Tuân đến quán cà phê gần chợ Ngô Đồng, địa phận thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ để ngồi chờ. Tại đây, Tuân suy nghĩ và cho rằng mức án 3 năm tù đối với mình là nặng, nên nảy sinh ý định trả thù. Sau đó, Tuân đi vào chợ Ngô Đồng mua một cái kéo bằng kim loại dài 26,5cm giấu vào trong ba lô. Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Tuân mang theo ba lô trên đến Tòa Nhân dân huyện Cam Lộ và đi vào phòng thẩm phán quý. Khi gặp thẩm phán quý, Tuấn hỏi vì sao anh Quý xử phạt mức án nặng đối với mình. Anh Quý trả lời, anh đã kháng cáo và được tòa cấp trên xét xử y án, nên quyết định của bản án sơ thẩm là hoàn toàn đúng, không cần phải thắc mắc, có ý kiến gì nữa. Ngay vậy, Tuấn càng tức giận, mở ba lô ra, lấy kéo đâm mạnh vào ngực thẩm phán Quý. Nhưng thẩm phán Quý đưa tập tài liệu lên đỡ, nên chúng vào tay trái. Sau đó, Tuấn tiếp tục dùng kéo đâm nhiều lần, làm thẩm phán Quý bị 14 vết thương ở các vùng khác nhau. Hậu quả, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của thẩm phán quý là 19%. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe của người khác, cần một mức án nghiêm khắc để gian đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Vì vậy, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tuân 13 năm tù. Tổng hợp hình phạt với bản án về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trước đó, bị cáo Tuân phải chấp hành án phạt 16 năm tù giam. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra, quý vị đừng bỏ lỡ. Mới đây, công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Sơn đã triệu tập người cha dượng có hành vi dùng dây thừng buộc chân, tay bé trai 13 tuổi treo lên xà. Cụ thể, ngày 12 tháng 8, trên các diễn đàn mạng xã hội đăng tải clip ghi lại hình ảnh người đàn ông có hành vi bạo hành một bé trai. Vụ việc được cho là xảy ra ở xóm Còn Một, xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn. Ngay khi nắm được thông tin, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu Công an huyện Tân Sơn báo cáo sự việc và khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ. Bước đầu, cơ quan công an xác định cháu bé bị bạo hành trong clip là cháu LVQ, sinh năm 2011. Người đánh bé trai là Phùng Văn Tú, sinh năm 1992, cha dượng của cháu Quy. Ngay trong đêm 12 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Sơn triệu tập Phùng Văn Tú đến công an huyện Tân Sơn để làm việc. Tại cơ quan công an, Tú thừa nhận hành vi đối với cháu bé như trong clip. Theo Tú, thời gian gần đây, cháu Quy trộm cắp tiền, tài sản của người thân. Vì quá bức xúc nên ngày 4 tháng 8, Tú lấy dây thừng buộc chân tay của cháu Quy treo lên xà nhà, sau đó dùng roi đánh, cắt quần áo và dội nước vào mặt cháu với mục đích để răn đe giáo dục. Cháu Quy cho biết đây là lần đầu tiên bị cha dượng đánh. Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Công an huyện Tân Sơn tiếp tục xác minh xử lý vụ việc. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn chỉ đạo Ủy ban chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em huyện phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cháu Quy để cháu sớm ổn định tinh thần và cuộc sống. Mới đây trên đường liên xã qua huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, có một xe ô tô bán tải va chạm với xe ô tô 7 chỗ rồi cùng lao xuống ao bên đường làm ba người bị thương. Sau va chạm, hai xe nằm lật nghiêng dưới ao ở xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, nước ngập hơn 1 mét. Năm nạn nhân trong hai xe giơ tay cầu cứu. Thông tin cho biết xe ô tô bán tải mang biển số Yên Bái do anh Kiều Mạnh Hổ, 44 tuổi, ngụ khu 2 xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy điều khiển, va chạm với xe ô tô con biển số tỉnh Phú Thọ do anh Nguyễn Trung Lương, 28 tuổi, ngụ khu 18 xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông cầm lái. Trên xe còn có anh NDN và bà Hà Thị Minh Phương, 69 tuổi, anh Nguyễn Công Hưng, 42 tuổi, cùng ngụ ở xã Bắc Sơn. Được biết, sau vụ tai nạn, người nguy kịch là anh N. Dù đã được đưa đến bệnh viện kịp thời và được đội ngũ bác sĩ hết mực cứu chữa, nhưng anh N vẫn không qua khỏi, nghi là bị ngạt nước. Tại hiện trường, xe 7 chỗ nằm cách vệ đường khoảng 2 mét, bẹp rúm hông xe. Xe bán tải biến dạng phần đầu, ao nước sâu khoảng 1-1,5 mét. Đoạn đường qua xã Tu Vũ rộng khoảng 8 mét, gồm 2 làn xe. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Mới đây, Huấn Hoa Hồng, tức Bùi Xuân Huấn, 39 tuổi, quê Yên Bái, bất ngờ đăng tải thông tin kêu cứu, cần sự tư vấn, giúp đỡ khi bản thân gặp rắc rối pháp lý liên quan đến chiếc xe máy SH mang biển kiểm soát 97 b 1 mà anh này mua cách đây một năm. Theo chia sẻ của Bùi Xuân Huấn, chiếc xe máy biển số ngũ quý được anh mua của người đàn ông ở Bắc Cạn vào ngày 14 tháng 7 năm 2023 với giá là 490 triệu đồng. Tiền chuyển qua tài khoản chính chủ là ông NTQ. Tuy nhiên, rắc rối bắt đầu khi Huấn Hoa Hồng liên hệ chủ cũ của xe SH làm thủ tục thu hồi biển số ngũ quý 9 để anh định danh và chuyển biển số VIP nói trên sang xe khác thì chủ cũ nói bán xe chứ không bán biển số. Bùi Xuân Huấn cho hay, thời điểm anh mua chiếc SH biển số VIP chưa có quy định định danh nên khi mua xe, chỉ có giấy tờ kèm theo mới đủ điều kiện tham gia giao thông. Theo Bùi Xuân Huấn chia sẻ, khi anh liên hệ với chủ cũ chiếc xe, họ rất vui vẻ trước đề nghị của anh, nhưng sau đó lại lật kèo, không thể liên hệ được để làm các thủ tục thu hồi biển số. Sau đó, biển số nói trên đã chuyển sang một xe máy Dream khác. Trong clip dài gần 8 phút được Bùi Xuân Huấn đăng tải, anh cho biết sự việc trở nên phức tạp hơn khi chiếc xe này được anh bán cho một người khác và khi rắc rối xảy ra, bản thân anh sẽ phải đứng mũi chịu sào về các vấn đề pháp lý liên quan. Theo một cán bộ có kinh nghiệm về công tác hướng dẫn, đăng ký và kiểm định phương tiện của Cục Cảnh sát Giao thông với các tình huống tương tự như trên, nếu thời điểm mua bán xe có gắn biển số dạng 5 số diễn ra trước ngày 15 tháng 8 năm 2023 mà hai bên chưa đi làm thủ tục sang tên đổi chủ trước ngày này, thì cơ quan chức năng chưa ghi nhận việc sang tên đổi chủ đó. Sau ngày 15 tháng 8 năm 2023, chủ cũ của phương tiện đi làm thủ tục thu hồi biển số định danh thì mặc nhiên biển số đó thuộc về người chủ cũ. đối với người chủ mới của xe khi đến làm thủ tục đăng ký xe trường hợp người này chưa có biển số định danh nào thì sẽ được cấp biển, còn nếu đã có biển số định danh mà chưa gắn cho xe nào đang nằm trên hệ thống thì được cấp lại biển số định danh đó. Cùng theo quan điểm luật sư Hà Thị Khuyên, văn phòng luật sư Nhân Chính, đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích ngày 15 tháng 8 năm 2023 là thời điểm có hiệu lực để cơ quan chức năng bắt đầu triển khai quy định về cấp biển số định danh. Trước thời điểm này, nếu người mua lại xe mà đi sang tên phương tiện ngay thì chủ cũ không thể làm thủ tục thu hồi biển mà biển số đang gắn trên xe sẽ đi theo xe và theo tên người đăng ký mới, đồng thời mặc định trở thành biển định danh của người đã sang tên, luật sư nêu. Trường hợp người mua xe hoàn tất giao dịch nhưng chủ quan không sang tên mà cứ để nó sử dụng thì sau thời điểm ngày 15 tháng 8 năm 2023 các quy định cấp biển số định danh có hiệu lực, người mua xe mới sang tên chiếc xe, dẫn tới biển số xe đã được mặc định định danh cho chủ cũ. Đây là giao dịch dân sự nên cần xem xét việc mua bán giữa các bên có hoàn toàn tự nguyện hay không, có dấu hiệu lừa dối, ép buộc hay không để đánh giá hành vi. Kết quả, luật sư khuyên nêu quan điểm. Theo luật sư Lê Hồng Hiền, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, ở thời điểm phát sinh giao dịch mua bán xe ngày 14 tháng 7 năm 2023, thông tư 24/2023 trong đó có quy định về định danh biển số chưa có hiệu lực. Do vậy, người mua xe hoàn toàn có thể thực hiện việc sang tên đổi chủ theo quy định cũ, tức là việc mua xe được kèm theo biển số. Nếu việc này được làm theo đúng trình tự, thủ tục tại cơ quan chức năng trước thời điểm ngày 15 tháng 8 năm 2023, biển số xe sẽ sang tên cho chủ mới và được định danh. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức có thông tin về giả soát văn bằng của ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Trân Quang, theo bộ giáo dục và đào tạo thời gian qua khi có các thông tin về văn bằng của ông vương tấn việt bộ đã yêu cầu các đơn vị cơ sở giáo dục liên quan báo cáo bộ đồng thời cùng lúc tiến hành ra soát kiểm tra xác minh và phối hợp làm rõ thông tin minh chứng trên tinh thần và nguyên tắc kỹ lưỡng cẩn trọng tuân thủ đúng quy định pháp luật về nghi vấn bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện nay dư luận đang căn cứ vào văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh trả lời Ban Tôn giáo Chính phủ để cho rằng ông Vương Tấn Việt không có bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa hoặc chưa tốt nghiệp cấp 3. Tuy nhiên, điểm trọng yếu cần làm rõ là liệu thông tin văn bằng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã xác minh có đúng là thông tin trên văn bằng của ông Vương Tấn Việt sở hữu hay không. Nếu thông tin văn bằng do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh xác minh không trùng với thông tin văn bằng do ông Vương Tấn Việt sở hữu thì sẽ có nhiều vấn đề khác cần xác minh thêm. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tiến hành kiểm tra hồ sơ quá trình đào tạo bậc tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Bước đầu xác định hồ sơ quá trình đào tạo về cơ bản là không trái với các quy định pháp luật áp dụng cho trường hợp người học Vương Tấn Việt. Hồ sơ có thể hiện một số thiếu sót trong quá trình đào tạo nhưng đã được khắc phục trong quá trình đào tạo đó. Về thẩm định chất lượng luận án tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt, theo quy định hiện hành về đào tạo tiến sĩ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi các chuyên gia phản biện độc lập thẩm định chất lượng luận án. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Bộ sẽ thành lập hội đồng thẩm định luận án theo đúng quy định, nhưng quy trình này cần thời gian để tổ chức thực hiện. Thăm tán Vũ Xuân Việt trưởng phòng lãnh sự, phó ban công tác cộng đồng đại sứ quán Việt Nam tại Nga, mới đây cho biết đại sứ quán duy trì liên hệ điện thoại hàng ngày với hội người Việt Nam tại tỉnh Cớt, giáp biên giới Ukraine để theo dõi tình hình và hướng dẫn bà con phản ứng nếu xảy ra tình huống khẩn cấp. Tuyên bố được ông Việt đưa ra trong bối cảnh quân đội Ukraine mở chiến dịch xâm nhập, tấn công ba tỉnh biên giới của Nga, trong đó có Cớt. Giao tranh đã nổ ra ở một số khu vực, có nơi cách biên giới khoảng 25 đến 30 km. Ông Việt cho biết, đại sứ quán sẵn sàng phương án sơ tán bà con đến các vùng an toàn ở các tỉnh lân cận nằm sâu trong lãnh thổ Nga khi cần thiết. Ông Nguyễn Quang Đạo, Phó Chủ tịch Hội người Việt tại tỉnh Cớt, Liên bang Nga cho biết, tính đến chiều ngày 13 tháng 8, tình hình người Việt Nam sinh sống ở Cớt vẫn bình an trong bối cảnh chiến sự vẫn diễn ra ở ngoài mặt trận. Chia sẻ về cảm giác khi biết tin quân Ukraine tấn công vào Cớt, ông Nguyễn Quang Đạo cho biết, buổi sáng ngày 6 tháng 8, khi chúng tôi thức giấc, và nghe thấy thông tin quân Ukraine tấn công vào biên giới cớt thì chúng tôi có hoang mang. Hôm đó, máy bay bay qua trung tâm thành phố rất nhiều. Sau khi được biết các thông tin từ chính quyền, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn, tình hình được kiểm soát hơn và thấy không có gì đáng ngại lắm, bởi vì chúng tôi tin tưởng vào chính quyền và tin tưởng vào quân đội Nga. Đến thời điểm này, mọi người vẫn đang ổn định, nhưng trong tâm lý của mọi người, ai cũng có một kế hoạch riêng cho mình nếu như trong trường hợp chính quyền kêu gọi sơ tán thì lúc đó phải đi sơ tán rồi. Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cũng gọi điện hỏi han tin tức của bà con thường xuyên. Do đó, Hội Người Việt ở Cớt cũng thông báo tin tức tình hình mới lên cho Đại sứ quán biết. Và đến thời điểm này, người Việt ở đây vẫn đang yên ổn, không một ai bị sao cả. Nói chung, chúng tôi cũng quen rồi. Vì cuộc chiến này từ tháng 2 năm 2022 mà đến giờ là hơn 2 năm rồi. Bên trong thành phố đôi khi cũng có những cuộc báo động phòng không, báo động của máy bay không người lái, có tên lửa, nhưng bên trong thành phố vẫn yên ổn có một hai lần có mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống đường cũng không gây tai nạn gì duy nhất cách đây ba hôm vào buổi tối có một mảnh tên lửa rơi xuống sát một tòa nhà chín tầng bị cháy mấy ô tô và có khoảng 20 người bị thương không có người thiệt mạng tình hình ở ngoài mặt trận chúng tôi cũng cập nhật qua các thông tin truyền thông còn người việt đến thời điểm này vẫn bình an đại sứ quán hôm nay cũng gửi công văn xuống cho ủy ban tình cớt đề nghị hỗ trợ công dân việt nam trong trường hợp phải sơ tán khẩn cấp. Nhưng tôi nghĩ rằng chuyện đó cũng không xảy ra đâu. Bởi vì thông qua các thông tin báo chí và chính quyền địa phương cung cấp, được biết quân đội Nga đang lập một tuyến phòng thủ ngăn chặn quân Ukraine. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng thành phố bị bắn phá bằng tên lửa. Lúc đó buộc phải đi sơ tán thì chúng tôi sẽ sơ tán theo lệnh của chính quyền. Ông Đạo cho biết thêm, tính đến hôm nay, giá xăng dầu, lương thực không có gì ảnh hưởng cả vào các cửa hàng, siêu thị vẫn ngập tràn lương thực, thực phẩm vẫn có đầy đủ như thường. Không có biểu hiện gì là hỗn loạn cả. Giá lương thực thực phẩm vẫn giữ nguyên không tăng. Người dân không kêu ca, họ vẫn đi bộ trên đường, ô tô vẫn chạy đầy đường. Tôi thấy người dân họ đặt niềm tin vào chính quyền. Ông Đạo cho biết người Việt Nam ở tỉnh Cớt có khoảng 140 người. Trong số này có 100 người đang làm việc tại hai công ty may mặc là Hoa Sen và Hà Nội ở thành phố Zelenogo, cách biên giới hơn 100 km 40 người còn lại, gồm 25 người, đang làm việc tại một xưởng may. Số còn lại bán hàng ở chợ trung tâm thành phố Cớt, cách biên giới hơn 150 km. Theo ông Đạo, tình hình của người Việt trong thành phố vẫn ổn định, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, khi nào có báo động thì ở trong nhà. Trong trường hợp tình hình trở nên căng thẳng hơn, thì bà con mới nghĩ đến việc sơ tán. Hội người Việt cũng yêu cầu bà con hết giờ làm thì về thẳng nhà, không ra ngoài đường, không tụ tập. Theo chị Hoàng Thị Mai Hương, 30 tuổi, đang kinh doanh ở chợ Bokrovsky, hay còn gọi là chợ Việt Nam của thành phố Cớt. Mấy hôm nay người dân thành phố hầu như không ra chợ mua hàng. Thành phố cũng bị tàn phá do thiết bị bay không người lái và tên lửa tấn công. Gia đình chị đang xem xét và chuẩn bị tinh thần để có thể sơ tán đến thành phố khác nếu tình hình trầm trọng hơn. Ngày 13 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Liêm, sinh năm 1967, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội, mức án 14 năm tù về hai tội giết người và hủy hoại tài sản. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Liêm đã có vợ, nhưng năm 2017, bị cáo quen biết và có quan hệ tình cảm với chị Trần Thị Hát cùng ở Đan Phượng. Đến cuối năm 2022, chị Hát muốn chấm dứt quan hệ với Liêm nên không liên lạc nữa. Khoảng tháng 7 năm 2023, Liêm thường xuyên gọi điện thoại liên lạc rủ chị Hát đi nhà nghỉ để quan hệ, nhưng chị Hát không đồng ý. Bực tức vì bị từ chối, bị cáo nảy sinh ý định đốt nhà người tình để trả thù. Dạng sáng ngày 15 tháng 8 năm 2023, Liêm chuẩn bị bật lửa, một chai đựng khoảng 250ml xăng rồi phóng xe đạp đến nhà chị Hát. Tới nơi ông ta quan sát thấy đèn trong nhà tắt nên đổ xăng vào một chiếc xe máy và châm lửa. Hỏa hoạn bùng lên, lan sang các xe máy, xe đạp xung quanh, rồi cháy vào trong nhà của chị Hát. Bị cáo Liêm thấy lửa đã bốc lên dữ dội mới rời hiện trường về nhà. Thời điểm này, chị Hát và chồng đang bán hàng tại một khu chợ ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, nên trong nhà chỉ có bốn cháu bé là con của hai người. Cháu lớn nhất phát hiện ngọn lửa, liền gọi điện cho lực lượng cứu hỏa, đồng thời đưa các em vào nhà tắm để tránh. Tuy nhiên hỏa hoạn khiến cả bốn cháu bé bị bỏng, tổn hại từ 1 đến 4% sức khỏe. Ngoài ra, 5 chiếc xe máy, một xe đạp điện, hai xe đạp cùng các vật dụng trong nhà chị Hát bị cháy hoàn toàn. Tổng giá trị tài sản thiệt hại là gần 160 triệu đồng. Ngày 13 tháng 8, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết vừa tiến hành thực nghiệm hiện trường để điều tra vụ cô gái bị tài xế xe tải chặn đường uy hiếp, thực hiện hành vi hiếp dâm. Nạn nhân là chị N, 24 tuổi, quê ở tỉnh Kiên Giang. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1 giờ sáng ngày 11 tháng 8, chị N chạy xe máy trên đường Hội Bài Phước Tân khi đến khu vực đồi cừu xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, gần khu công nghiệp Sonadeji thì bị một đối tượng điều khiển xe tải đông lạnh chạy từ phía sau vượt lên chặn lại. Lợi dụng đêm vắng, Nhất điều khiển xe vượt lên trên xe máy của chị N và chặn đầu xe máy. Sau đó Nhất xuống xe uy hiếp chị N dùng xe máy trở vào khu vực vắng người rồi thực hiện hành vi quan hệ đồi bại. Sau khi gây án, nhất tiếp tục yêu cầu nạn nhân dùng xe máy chở mình quay lại xe đông lạnh rồi lái xe bỏ đi. Sau đó nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Quá trình xác minh điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Châu Đức xác định tài xế xe tải đông lạnh thực hiện hành vi trên là Trần Văn Nhất, 31 tuổi, quê ở tỉnh Hà Nam, nên tiến hành truy xét. Dạng sáng ngày 12 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Đức phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ công an huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai bắt giữ nhất khi nghi phạm đang lái xe trên đường cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng về phía thành phố Hồ Chí Minh. Hiện vụ việc đang được công an huyện Châu Đức tiếp tục điều tra làm rõ. Bệnh viện Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết đang điều trị cho 4 bệnh nhân mắc bệnh Whitmore với biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, diễn biến bán cấp tính gây tổn thương nhiều cơ quan, suy yếu hệ miễn dịch như nhiễm khuẩn huyết, áp xe gan, áp xe cẳng chân, viêm màng não. Đây là bệnh lý nguy hiểm hàng đầu do vi khuẩn Bokholderia, Pseudomallei hay còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người gây ra. Đáng chú ý, nhiều trường hợp bệnh nhân cao tuổi có bệnh lý nền nhiễm bệnh có tổn thương nghiêm trọng và thời gian điều trị dài ngày. Điển hình như bệnh nhân VTH, 67 tuổi, trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, có tiền sử bệnh đau tủy xương, tăng huyết áp, được chuyển từ bệnh viện tuyến trên về chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, có ổ di trú viêm phổi. Bệnh nhân DTG, 62 tuổi, trú tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, có tiền sử tái tháo đường, chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, áp xe cẳng chân, vân vân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Công Đức, trưởng khoa bệnh nhiệt đới, bệnh viện bãi cháy cho biết, bệnh huyết mo có biểu hiện về lâm sàng rất đa dạng, tổn thương rất nhiều cơ quan và bệnh diễn biến theo hướng bán cấp tính nên là đôi khi thầm lặng, bệnh diễn biến từ từ và khi nhập viện thì đã tổn thương rất nhiều cơ quan, tỷ lệ tử vong tương đối cao nếu không điều trị kịp thời. Thời kỳ ủ bệnh là từ 1 đến 21 ngày có thể kéo dài và khó chẩn đoán. Nhiễm trùng Bucholderia pseudomallei có thể là nhiễm trùng tiềm ẩn và tái kích hoạt giống bệnh lao. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và bệnh không lây từ người sang người. Việc điều trị bệnh Whitmore trên từng trường hợp bệnh nhân sẽ có phương pháp, phác đồ điều trị, thời gian khác nhau. Điều trị bằng thuốc hiện chủ yếu chia thành hai giai đoạn, giai đoạn tấn công và giai đoạn duy trì. Ở giai đoạn tấn công, bệnh nhân được điều trị bằng tiêm thuốc kháng sinh đường tĩnh mạch từ 4 đến 6 tuần, thậm chí là 8 tuần với những trường hợp bệnh nặng, sông nhiễm trùng. Tiếp đó, bệnh nhân về nhà phải duy trì kháng sinh đường uống trong vòng từ 3 đến 6 tháng. Bệnh Whitmore đặc biệt có thời gian điều trị kéo dài nên cần sự tuân thủ điều trị và bệnh nhân phải tái khám thường xuyên để đánh giá về nguy cơ, diễn biến và tác dụng phụ của thuốc nếu có.